đặt cần chỉnh để nối lại dàn loa nghe nhạc của Kenwood LS9 đó nha. Dàn máy ngay thì sử dụng 5 thớt, một đầu VCD này, một đầu nghe băng này, và một đầu chuyển chế độ, và một đầu nghe radio đài FM, và một lọc nha. Gần quốc xịn luôn. Áo em áo ơi chị. Em mà nỡ rồi. Lời ép chín chín. Chị đẹp không? Dịu nhàng làm điều nhân cơ, mà nghe ai hát mà nghe ai lắp đặt lại cho ông anh đẹp luôn, đầy đủ các chế độ. Anh về hãy đủ hòa xin nhạc cực êm luôn. Vàng gôn em nha. Hôm nay em mặc áo Ken Quốc Nhật Bản xịn sò luôn. Vẫn là em đó thiên đường mà anh mơ. Tiếng ca quá mà luôn. Em bài cực kỳ hay luôn. Có chút đợi chờ trong đôi mắt đó, mà trong đôi mắt đó còn mơ. Nhu cầu đầu tư dàn máy la cao kê chuyên nghiệp như nghe nhạc thì alo cho em nhé. Cực kỳ chất và nghe nhạc cực kỳ ngay luôn. Có những dàn máy loa Kenwood xịn của Nhật Bản này, LS99 thì dàn máy là chất. Anh về hãy đủ hòa xin. Tất cả các dàn nghe nhạc mà có những chế độ tuner nghe cực hay luôn. Tuner vẫn là em đó thiên đường mà cao. Ok.